những cái người mà không có giới hạnh à, những cái người mà khuyến khích người khác phạm giới và chính bản thân họ cũng phạm giới thì mình tránh được là tốt nhất nên tránh xa không nên tiếp xúc với họ à, và tốt nhất là để họ rơi vào ở trong cái dòng quên lãng bởi vì thời buổi này có một số người lạ lắm họ tìm cách để họ gây chú ý họ tìm cách họ gây chú ý dù cho cái chuyện đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu ví dụ như những cái người nghệ sĩ đã một lần nữa nói nghệ sĩ nó kỳ nó phỉ bán cái, cái hai cái danh từ nghệ sĩ những người làm nghệ thuật đi là những người làm nghệ thuật mà như sư cũng không thấy nghệ thuật gì của họ hết à, nói chung là những người tham gia cái làng giải trí đó ừ. thỉnh thoảng thì họ xì ra những cái xì canh đan À, lòi ra những cái hình à, ảnh à, khiêu gợi thì à, rồi những cái vị tu sĩ thì đôi khi có những cái phát ngôn à, nó sai lầm những những phát mô ngôn ngông cuồng trái quấy thì có đôi khi sâu thẳm ở trong đó, đó họ chỉ muốn được nổi tiếng thôi. Họ chỉ muốn được người khác biết đến thôi. Và dù là thiên hạ có khen hay có chửi thì họ cũng đã đạt được mục đích đó là được mọi người biết đến và để người ta biết là tôi chưa có chết đâu à, tôi vẫn còn đấy. cái tên tuổi tôi vẫn còn đó cái chuyện mà chúng ta có thể làm là gì không để ý đến không phản ứng nào. không phản ứng nào. trong tương ương bộ kinh ấy, à, vua trời đế thích à, và à, và vua watula đó À, có một cái trận chiến thì lúc tới bây giờ tới vua Atula chú Atula bại trận thì uh, bị bắt chối à, và chú Atula chửi chửi uh, vua trời đế thích chửi bằng những cái lời lẽ rất là nặng nề thì vua trời đế thích mới im lặng uhm, có cái vị vị đánh xe đó. cái vị thiên thần bến uh, chịu trách nhiệm đánh xe uh, mới nói là bây giờ ngài sao ngài không dùng cái quyền lực không dùng vũ lực để mà ngài làm cho người ta im lặng để mà ngự trị để mà thống trị con người này thì vui trời để thích mới nói là tốt nhất là cứ tham nhẫn đi im lặng đi thì cái vị đánh xe mới nói đó là nếu như mà mình im lặng như vậy đó thì người ta sẽ đắc ý nghĩ là mình là cái người nhu nhược và người ta là cái kẻ chiến thắng, vui chị đấy thích nói đó cứ để những kẻ ngu họ tự hào cái việc của họ đi, cái người trí tham nhẫn và chính bởi vì mình tham nhẫn, mình chiến thắng hai lần, tức là chiến thắng chính mình và chiến thắng đối phương, thành ra những cái kẻ ngu như vậy đó, họ cứ tung hô họ cứ tha hồ phát ngôn bậy bạ mình cái chuyện tốt nhất là để cho họ đi vào quên lãng họ có vùng vẫy như thế nào đi nữa cũng không ai nhắc tới họ họ có làm những chuyện điên rồ đi nữa cũng không ai nhắc tới họ thì như vậy đó họ sẽ rơi vào quên lãng và những cái người mà cố để nổi tiếng như vậy đó cái họ sợ nhất là gì họ sợ nhất là người ta không có lý tới họ không để ý tới họ không nhắc gì tới họ thành ra đó mình hãy làm theo cách đó khiến cho họ rơi vào trong quên lãng